Thưa quý vị, phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng. Và ngày hôm nay tôi đọc chia sẻ gửi tới quý vị một câu chuyện đã xảy ra trong gia đình đầy cay đắng phũ phàng giữa hai vợ chồng. Chi tiết, nguyên nhân, lý do câu chuyện như thế nào? Sau đây tôi kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Cái đổ trứng lép kia, cô còn định hành hạ con trai tôi đến bao giờ nữa? Sao cô không chấm dứt, không buông tha cho nó đi tìm vợ mới? Từng lời của mẹ chồng nói như dao cứa vào tim chị. Chị cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Chị hiểu, chị đang là gánh nặng của anh, của gia đình nhà chồng. Chị hiếm muộn, kết hôn 5 năm rồi mà vẫn chưa có con. Đêm nào chị cũng khóc vì không thể làm mẹ, không thể giúp anh sinh con. Anh thì có đôi lúc nặng lời với chị, nhưng chị hiểu, nếu chị ở trong hoàn cảnh của anh, chị cũng sẽ như vậy. Vì anh đang đối mặt với quá nhiều sức ép, chị chấp nhận, chị nghĩ chị sẽ chẳng tìm được ai tốt như anh. Chị cam chịu, nhẫn nhịn tất cả những gì anh nói. Chị cảm thấy bản thân mình vẫn còn may mắn, hạnh phúc lắm khi anh không ngoại tình, không phản bội chị. Công việc của chị kiếm tiền cũng rất khá, nên chị chiều anh lắm. Thứ gì tốt chị cũng đều sắm sửa cho anh. Tiêu vào lương của chị nhiều chứ chẳng tiêu vào lương của anh mấy. Chị nghĩ đó là cách chị đền bù cho anh. Nhưng không có con, chị thực sự thấy trống vắng. Một hôm đi chùa về, trên đường chị gặp 5 đứa trẻ mồ côi lang thang. Chúng ngồi một chỗ xin ăn và nhìn chị bằng ánh mắt cầu cứu. Nước mắt chị trào ra. Tại sao lại có những chuyện đời trớ trêu thế này chứ? Người mong có con thì không được, kẻ lại mang con mà bỏ đi. Chị gọi chúng lại gần, ngỏ ý đón chúng về nhà mình và nhận chúng làm con nuôi. Chúng con cảm ơn cô, nhưng 5 anh em chúng con không cùng ruột thịt, nhưng cũng không thể xa nhau được. Chúng con đã thề, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ ở bên nhau rồi ạ. Đứa lớn nhất trong số chúng nói với chị. Chị ngỡ ngàng. Chị không ngờ mấy đứa trẻ còn nhỏ mà đã có thể suy nghĩ thấu tình đạt lý như vậy. Chị tin chúng là những đứa trẻ ngoan ngoãn. Chị sẽ nhận nuôi chúng cả 5 đứa. Thấy chị vui cười hớn hở mang 5 đứa trẻ về nhà nuôi, anh nổi điên mắng chửi chị thậm tệ. Cô có bị điên không đấy mà nhặt 5 đứa trẻ rác rưởi đầy về nhà? Bọn trẻ sợ hãi nấp sau lưng của chị. Bỗng nhiên chị thấy bản năng làm mẹ trong mình trỗi dậy. Chị cần bảo vệ chúng. Em sẽ không bỏ chúng đâu. Anh không nuôi thì em sẽ nuôi chúng. Thế thì cô đi mà nuôi. Tôi sẽ đi sang sống với người tình của tôi. Rồi cô ấy sẽ sinh con cho tôi. Đồ điên. Anh dứt lời thì cũng đi luôn. Chị ngỡ ngàng. Hóa ra bấy lâu nay anh đã ngoại tình và đã lừa dối chị mà chị không hề hay biết. Đau đớn, nước mắt chị tuôn dài. 5 đứa con nuôi ôm chặt lấy chị. Tự nhiên chị hiểu chị cần phải làm gì. Sự tệ bạc chị không cần nghĩ và đau khổ về nó nữa. Anh đi và chẳng hề liên lạc về. Chị biết anh đã chẳng còn yêu thương chị, cần chị. 1 năm sau, anh trở về đòi ly hôn. Anh gọi cho chị, anh đang đợi chị trước cổng nhà. Anh tưởng tượng chị sẽ nghèo khổ rách nát lắm, vì 5 đứa con nuôi kia thì đâu ngờ. Anh trợn trừng lên. Anh phải lắc đầu đến mấy chục lần, dụi mắt cả chục lần để tin điều mình đang thấy là thật. Chị bước xuống từ chiếc ô tô tiền tỷ với chiếc bụng bầu to tướng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chị nuôi 5 đứa trẻ mà lại giàu lên được là sao chứ? Cô đã làm thế nào được vậy? 5 đứa trẻ này chính là sự may mắn của tôi đấy. Chị ôm 5 đứa con vào lòng, nhìn chúng cười vui vẻ.
anh chẳng dám tin, lắc đầu bỏ chạy. Chị nhìn theo người chồng tệ bạc, nhếch miệng cười. Sau khi anh đi, chị đầu tư nhiều công việc và chăm sóc 5 đứa trẻ. Chẳng biết có phải vì ông trời thương chị không, mà không lâu sau đó, bác sĩ nói chị có thể thụ tinh nhân tạo, tự mang thai con cho mình. Cũng từ đó, công việc của chị lên như diều gặp gió. Ấy có phải là ở hiền gặp lành hay là không, nhưng chị tin, chị đã quyết định đúng. 5 đứa con này chị sẽ mãi yêu thương, chăm lo cho chúng. Vâng, một câu chuyện đầy cảm xúc, mong rằng mọi người chia sẻ cũng như bình luận. Tiếp theo, kính mong quý vị lắng nghe câu chuyện thứ hai. Nhìn thấy tấm thiệp của chị dâu mà mẹ tôi rưng rưng nước mắt. Cách đây 6 năm, anh và cháu trai tôi đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn thương tâm, để lại một mình chị dâu lẻ loi một mình. Những năm sau đó, chị ít nói hẳn. Mỗi khi ai nhắc đến chuyện chồng con là chị lại ứa nước mắt. Năm nào vào ngày giỗ anh và cháu tôi, chị cũng ra mộ ngồi cả tiếng đồng hồ, ôn lại những kỷ niệm và nói về nỗi nhớ người thân của chị. Mẹ tôi sợ chị dâu nghĩ quẩn nên đã bắt chị ấy về ở cùng. Nhiều lần mẹ đã khuyên chị ấy lấy chồng mới. Thậm chí mẹ tôi còn tìm cho chị ấy 2 mối rất là tốt, nhưng chị dâu luôn từ chối. Chị không muốn lấy chồng nữa, chỉ muốn ở vậy thời chồng con và chăm sóc cho bố mẹ chồng. Có được một người con dâu hiếu thảo đến như vậy, mẹ tôi muốn được sống bên chị ấy cả đời. Thế nhưng mẹ bảo không thể ích kỷ được. Bây giờ chị dâu còn trẻ, có nhiều cơ hội để chọn người đàn ông tốt. Sau này bố mẹ chồng mất, chị già đi sẽ bơ vơ một mình. Mẹ không đành lòng nhìn cảnh đó. Mẹ tôi nhờ một người dòng họ kiếm cho chị một công việc trên thành phố. Lúc đầu chị không chịu đi, nhưng rồi gia đình nội ngoại đều khuyên bảo. Cuối cùng chị cũng nghe theo. Chị ra thành phố làm đến nay đã được 2 năm. Trong thời gian đó, chị thường xuyên về thăm bố mẹ tôi và còn bíu tiền nữa. Đầu tháng vừa rồi, bố mẹ tôi nhận được thiệp mời cưới của chị dâu. Mẹ đã khóc khi được nhận tin vui này. Mẹ mừng cho hạnh phúc của chị dâu. Từ nay chị sẽ không còn đi về sớm tối một mình nữa. Tuần vừa rồi là đám cưới của chị dâu. 2 mẹ con tôi đã đến tham dự. Mẹ tôi tặng chị dâu 1 cây vàng. Thế nhưng lúc tiễn chúng tôi, chị đã mang biếu lại số vàng đó. Chị bảo mẹ già rồi, cần có tiền để dưỡng già. Chị còn trẻ, còn làm ra được tiền. Nhưng mẹ tôi nhất định không chịu cầm. Nhân lúc mẹ tôi quay đi, chị dâu dúi vàng vào tay tôi và bảo giữ giúp bà. Cầm số vàng đó mà mấy hôm nay tôi nghĩ rất là nhiều. Không biết có nên nói thật cho mẹ biết chuyện không, hay là tôi nên im lặng và sau này mẹ về già lấy số vàng đó ra chi tiêu hàng ngày cho ông bà. Vâng, 2 câu chuyện đến đây đã kết thúc. Mong rằng quý vị bình luận chia sẻ, tôi rất chân thành cảm ơn. Và đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo.